Phương Anh bị chê khi thổi sáo trúc tại Miss International, nghe nhiều lần mới biết bài gì. Không thể phủ nhận sự sáng tạo và đa tài của Á hậu Phương Anh, tuy nhiên một số bình luận cho rằng phần trình diễn sáo trúc của người đẹp vẫn tồn tại một số khuyết điểm cần chú ý nhiều hơn đến cuộc hơi. Cuộc thi Miss International Hoa hậu quốc tế 2022 sắp sửa đi đến chung kết. Đại diện Việt Nam, người đẹp Nguyễn Ngọc Phương Anh là một trong những thí sinh nổi trội của khu vực châu Á. Trong các hoạt động, nàng hậu giữ đúng tác phong giờ giấc, chọn trang phục phù hợp và tinh thần làm việc nhóm khá tốt. Với 2 năm đầu tư kỹ lưỡng, chuyên trang sắc đẹp uy tín, Mixology khẳng định việc Phương Anh lọt top 15 là điều không quá bất ngờ. Thậm chí, Việt Nam cũng là ẩn số thú vị cho chiếc vương miện cao quý. Vừa qua, Phương Anh cùng 70 thí sinh đã tham dự tiệc tối của Miss International trong không gian sang trọng và ấm cúng. Chân dài gốc thành phố Hồ Chí Minh góp vui bằng màn thổi sáo trúc bài hát nổi tiếng Heal Square. Hành động này nhanh chóng ghi điểm với ban tổ chức khi tất cả mọi người đều say sưa vỗ tay và hát theo. Đặc biệt, đương kim hoa hậu quốc tế Siriton Lee Rong Kwak cũng không giấu được sự phấn khích. Ngay lập tức, cô đã chia sẻ phần trình diễn của Phương Anh lên mạng xã hội. Khán giả nước nhà không khỏi tự hào về sự linh hoạt, không ngại thể hiện bản thân của Phương Anh trước bạn bè quốc tế. Bên cạnh những lời khen, một số ý kiến cũng cho rằng kỹ năng thổi sáo của Phương Anh vẫn chưa đạt đến độ chín mùi. Điều này dễ nhận ra khi đôi lúc đại diện Việt Nam thể hiện sự lúng túng. Việc không làm chủ cuộc hơi khiến ca khúc Heal the World trở nên bị ngắt quãng. Tuy nhiên, không thể đòi hỏi quá nhiều bởi thổi sáo là bộ môn đòi hỏi kỹ năng cảm nhạc và quá trình luyện tập công phu, không thể một rớm một chiều thuần thục được. Dù rất tuyên dương tinh thần ham học hỏi của Phương Anh, nhưng khán giả cũng khuyên Á hậu nên cân nhắc việc đem thổi sáo trúc đến phần thi tài năng. Vốn có lợi thế về tiếng Pháp và múa, netizen gợi ý Phương Anh sử dụng lại bài cũ để giữ vững phong độ. Một số bình luận của khán giả: dù biết cố gắng nhưng thổi này nghe tức sao á. Hạnh phúc nhất là khi nghe được những tiếng hát của các bạn thí sinh. Trên cương vị của một người từng học sáo thì như này mới thổi cơ bản thôi nên thấy mọi người khen quá. Nghe thấy thổi hơi ngắt quãng do hụt hơi hay do bài như vậy, cơ mà còn thời gian phải thổi thêm bài nhạc Doraemon nữa. Bài Doraemon còn nghe được, bài này thôi nghe không cảm xúc luôn. Trước Phương Anh, một số đại diện Việt Nam cũng đem tài năng ấn tượng dự thi Miss International như Thúy Vân sáng tác và trình diễn ca khúc Mai Việt Nam, Nguyễn Thúc Thủy Tiên đàn guitar và hát, Tường Sang múa hiện đại. Được biết, trang phục dân tộc Phương Anh khoe sắc tại Hoa hậu quốc tế năm nay có tên Hoa Trạng Nguyên, thiết kế bởi Lê Long Dũng. Thiết kế của Hoa Trạng Nguyên được lấy cảm xúc trực tiếp từ sự tích Hoa Trạng Nguyên và câu chuyện về nữ Trạng Nguyên đầu tiên trong thời kỳ Trung đại Nguyễn Thị Duệ, hay còn được biết đến với danh xưng Bà Chúa Sao. Bộ quốc phục được giữ nguyên phong dáng của chiếc áo dài truyền thống và đi kèm là những phụ kiện như mấn thiết kế tròn như hào quang của sự ưu tú, vân kiên ở vai áo. Thân áo được trang trí dựa trên những kiến trúc từ những bức tượng thời Lý đến thời Nguyễn được chạm nổi, chạm lông vô cùng đa dạng. Phương Anh hy vọng với bộ quốc phục lần này sẽ mang đến những câu chuyện ý nghĩa, giới thiệu được niềm tự hào và hơn hết là quảng bá được những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Về trang phục dạ hội, Bóng Hồng 24 tuổi cũng đang phân vân giữa hai bộ cánh. Cherry Blow được lấy ý tưởng từ loài hoa anh đào với tông hồng làm chủ đạo, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, sự khiêm nhường nhưng không kém phần nhẹ nhàng, tinh tế. Bên cạnh đó, thiết kế được đính kết 3D vô cùng tỉ mỉ trên thân áo, tạo nên một tổng thể hài hòa bắt mắt. Và Snowflake thiết kế xuyên thấu, ôm sát cơ thể cùng với sự đính kết kỳ công, tỉ mỉ tạo nên hiệu ứng màu loang với hai sắc trắng hồng làm chủ đạo, tôn lên sự tinh khiết, thanh lịch trong từng đường may tinh xảo. Ngoài ra, thiết kế Snowflake được lấy cảm hứng từ những bông tuyết điển hình cho sự tích cực, lạc quan, như sự tái sinh cho một tương lai tươi sáng.